Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Muôn Màu V-League, kênh dành cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung và những câu chuyện hậu trường thú vị về các ngôi sao bóng đá Việt Nam. Nếu cảm thấy video này thú vị thì đừng quên nhấn nút subscribe cho kênh YouTube của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bắc Thu là một đội bóng có nhiều cầu thủ nội nằm trong đội tuyển quốc gia và các cầu thủ ngoại rất là chất lượng. Chúng đánh giá về toàn đội rất là tốt, có lối chơi triển khai rất là nhuần nhuyễn. Quyết tâm của đội thế nào cho trận đấu quan trọng sắp tới? Về trận đấu sắp tới thì cả đội đã đặt quyết tâm cao để hướng tới một trận đấu thật tốt. Đây cũng chỉ là một trận đấu giữa một bảng AFC, đây còn là đại diện của hai quốc gia Thái Lan và Việt Nam. Toàn đội sẽ cố gắng tập trung cao độ để có kết quả tốt ở trận đấu tới. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Muôn Màu V-League, kênh dành cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam nói chung và những câu chuyện hậu trường thú vị về các ngôi sao bóng đá Việt Nam. Nếu cảm thấy video này thú vị thì đừng quên nhấn nút subscribe cho kênh YouTube của chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.